các bạn đang xem trên tay tôi đó là dây Cora điều hòa. Dây điều hòa của dòng xe Mitsubishi Triton. Đây, dây Cora điều hòa của dòng xe Mitsubishi Triton, dây điều hòa. Thì cái này nó nối trực tiếp với lại dây điều hòa nên anh em hay còn gọi là dây Cora điều hòa. Thì đây các bạn, đây chất này là cao su. Dù rất là chắc chắn. Đây, sản phẩm được trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về. Được trực tiếp phụ tùng Anh Việt nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây, dây Cora điều hòa. Như vậy cho các bạn, trong quá trình mà chúng ta chạy xe, anh em chúng ta lưu thông xe trên đường, thì cái dây Cora này các bạn biết là bao giờ nó có một cái tuổi thọ nhất định, một cái tuổi đời nhất định, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để xe chúng ta thì vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Anh Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đấy, thì đây nguyên là bao bì vỏ hộp, mình không muốn bóc ra bởi vì mình giữ nguyên bản. Đấy, sau này khi còn cung cấp cho các bạn thì các bạn lấy xe. Đấy, thì trong quá trình mà anh em chúng ta chạy xe, anh em chúng ta lưu thông xe trên đường và gặp dòng xe Mitsubishi Triton, Pajero Sport mà các bạn cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng, đấy, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Thì khi mà các bạn đã liên hệ với phụ tùng An Việt thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả. Thì chúng tôi chuyên phụ tùng của dòng xe Mitsubishi này nên đảm bảo sẽ cung cấp cho các bạn mức giá tốt nhất, cùng đó là chất lượng hàng hóa đảm bảo nhất. Thì các bạn nhìn đây, hàng xịn chính hãng này, các bạn nhìn này. Đó. Logo của Mitsubishi trên sản phẩm. Và thứ hai đây, mã. Đây, cái mã sản phẩm, mã kèm theo sản phẩm. Đấy, thì khi mà các bạn có nhu cầu cần phải thay thế phụ tùng của dòng xe Mitsubishi, đặc biệt dòng xe Mitsubishi Triton và Pajero Sport, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn yên tâm hoàn toàn về chất lượng và giá cả hàng hóa tất cả các dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam hiện nay. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mức giá tốt nhất cùng chất lượng hàng hóa đảm bảo nhất, cạnh tranh nhất. Đấy, thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt.